Xin chào các bạn. Vào mùa thu hoạch lúa chín, khi các máy gặt đập liên hợp đang làm việc trên cánh đồng, chúng tôi rất thích đi theo và xem cách chúng hoạt động ra sao. Máy gặt này khá hiện đại. Lúc máy đang cắt ở phía trước thì phía sau gơm sẽ được tự động gãy đều ra. Sau đó người ta sẽ đốt gơm đi. Khi gơm mới vừa cháy hết, chúng tôi sẽ bắt đầu đi tìm những hạt lúa khô đã bị nổ bung ra như những hạt bắp gan. Thông thường các hạt lúa còn sót lại sau khi cắt gặp phải sức nóng của gơm khi cháy nên bị nổ bung ra như thế. Những hạt lúa nổ này có màu trắng sáng, nằm lẫn trong những tàn tro để lại của gơm đã cháy, trông như những bông hoa trắng nhỏ li ti. Chúng ta sẽ lấy nó và ăn thử. Hạt lúa nổ khi ăn hơi giòn và có chút mùi thơm của cơm. Hồi đó chúng tôi hay đi tìm từng hạt và ăn ngay cho nóng. Nhưng cũng có đứa lại thích đi hái lá cây để đựng những hạt lúa nổ vừa tìm được. Khi đã có được một lượng vừa đủ, chúng tôi sẽ vào bờ ruộng để ăn và hóng gió mát ngoài đồng. Sau khi gơm đã đốt xong, người ta sẽ cho nước vào thửa ruộng. Đó cũng là lúc đàn vịt đồng được thả vào ăn những bông lúa còn sót lại. Những lứa vịt này đa số đều đang trong quá trình đẻ trứng. Khi đàn vịt đã ăn xong và được lùa đi nơi khác, lúc này chúng tôi sẽ xuống ruộng và bắt đầu đi tìm những quả trứng có thể được đẻ trong lúc vịt ăn. Trong khi đi, chúng ta sẽ để ý vào những gốc gạ. Vì trứng vịt có màu trắng nên cũng rất dễ thấy, cho dù ở xa ta vẫn có thể nhận ra chúng. Nếu ai may mắn có thể tìm được vài trứng trên một mẫu ruộng. Khi đã có được một số trứng và không muốn tìm nữa, tôi sẽ vào bờ đê để trứng vào một chỗ. Sau đó xuống đường nước lấy một ít đất dẻo rồi đem lên bờ. Ta sẽ lấy đất ướt bao phủ xung quanh trứng lại để tạo một lớp mỏng bên ngoài như bạn thấy. Chúng ta sẽ làm tương tự cho những trứng còn lại. Bây giờ tôi sẽ đi tìm một ít nhánh cây khô, bẻ ngắn lại rồi nhóm lửa lên. Chúng ta sẽ để lửa cháy đều rồi cho tất cả trứng vịt vào nướng trong khoảng 15 phút. Khi trứng đã chín, tôi sẽ dùng thanh củi để lấy chúng ra. Không nên chạm tay vào trứng vịt lúc này vì chúng rất nóng. Ta sẽ chờ cho chúng nguội đi một chút rồi tách bỏ phần lớp đất bên ngoài đi. Sau đó lột vỏ từng trứng ra. Bạn thấy trứng vịt đã chín tới và vẫn còn nóng, chúng ta có thể ăn ngay được. Trứng nướng kiểu này sẽ tốn công một chút nhưng khi chín lại ít bị bể vỏ và lúc ăn cũng rất ngon. Trong lúc đang đi vào vườn, tôi thấy có cây thù lù mọc gần mé mương và cho rất nhiều trái. Trái thù lù nhìn bên ngoài có hình dáng như những chiếc lồng đèn màu xanh với những lớp lá mỏng bao xung quanh nhân trái bên trong. Nếu ta nhìn từ trên xuống, các lớp lá mỏng này kết hợp lại với nhau như một hình ngũ giác năm cạnh. Các trái thù lù còn non có màu xanh, lúc chín sẽ chuyển sang màu vàng cam và khi lớp vỏ bên ngoài khô đi, chúng sẽ rụng xuống đất. Ta sẽ thử lấy chúng lên, lột lớp vỏ bên ngoài ra. Bạn thấy bên trong nó là một nhân trái tròn rất bóng. Đây là những trái ăn được. Trái thù lù lúc còn xanh ăn sẽ bị chua và có hậu đắng. Nhưng khi trái đã chín, chúng sẽ có vị ngọt đậm như mật, kèm theo một mùi thơm rất lạ và khá đặc biệt. Hồi đó chúng tôi thường lượm những trái đã chín rụng xung quanh gốc, đồng thời hái thêm những trái có màu vàng đậm trên cây rồi đem vào bóng mát, xé vỏ để ăn. Khi ăn hết những trái thù lù và vẫn còn thèm ngọt, chúng tôi sẽ ra cây trứng cá trước nhà để tìm những trái chín. Từ bên dưới tàn cây trứng cá khi nhìn lên, những trái trứng cá chín có hình tròn màu đỏ hay màu vàng, hòa quyện với các lá màu xanh trông rất đẹp mắt. Chúng ta sẽ hái những trái này xuống, trái trứng cá chín sẽ có vị ngọt kèm theo mùi thơm rất hấp dẫn. Có lúc bạn thấy những trái chín rất ngon, nhưng ở ngoài nhánh xa và hơi cao khỏi tầm với nên không thể hái bằng tay được. Để hái những trái này, ta sẽ đi chặt một cây sậy có thân dài và tách hết vỏ ra. Sau đó tôi chọn một lóng ở ngọn của thân sậy, làm dập nó ra thành 4 hoặc 5 miếng nhỏ. Tiếp theo bạn bẻ cong lóng sậy một chút, tách lấy 2 miếng trên và dùng một thanh cây ngắn gài ngang để cố định lại. Bây giờ chúng ta đã có một chiếc lồng bằng sậy để hái những trái trứng cá trên cao. Vì chiếc lồng khá nhỏ nên khi hái sẽ hơi lâu một chút. Nhưng khi hái được từng trái trứng cá ngon trên cao xuống để ăn cũng đã làm mọi người rất thích thú. Vào buổi xế trưa, chúng tôi tìm chặt một nải chuối sim. Chuối này vừa mới già và trái vẫn còn cứng, rất thích hợp để làm chuối chiên giòn. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị một cái thau, cho nước vào, thêm một ít muối, vắt một miếng chanh, rồi đem ra chỗ để chuối. Bây giờ, ta sẽ cắt bỏ phần đầu và đuôi của trái đi. Tiếp theo, cắt một đường cạn dọc theo lưng trái. Dùng tay tách vỏ chuối ra, rồi ngâm vào trong thau nước đã được chuẩn bị sẵn. Việc ngâm này sẽ giúp chuối được sạch mủ và không bị đen. Khi đã lột chuối xong, tôi sẽ dùng dao hai lưỡi cắt chuối ra thành những miếng mỏng như bạn thấy. Chúng ta sẽ làm tương tự cho hết những trái chuối trong thau. Bây giờ ta sẽ lấy một ít đường, cho nước vào,
và khuấy cho nó tan đều ra. Sau đó cho tất cả chuối đã cắt mỏng qua thao nước đường và ngâm trong khoảng 10 phút, rồi vớt ra một cái gỗ cho gáo nước. Tôi lấy chảo, bắt lên bếp, thêm dầu ăn vào, rồi lấy bớt củi ra cho lửa nhỏ vừa. Tiếp đó cho từng miếng chuối vào chảo, chiên ngập trong dầu. Khi chuối đã chuyển sang màu vàng cam, ta sẽ gấp hết chúng ra dĩa. Sau đó chiên tiếp phần còn lại. Bây giờ chúng ta đã có được một dĩa chuối chiên giòn tự làm. Chuối chiên giòn trông khá đơn giản nhưng ăn lại rất giòn và ngon với vị ngọt của đường. Chúng ta có thể làm để ăn trong những buổi trưa hay buổi tối cũng rất thú vị.